Nhắc tới Piaggio thì chúng ta nhớ tới một nhà sản xuất nổi tiếng về sản xuất những chiếc xe tay ga. Cụ thể là chúng ta quen với hình ảnh của những chiếc xe Vespa do Piaggio sản xuất. Có một điều mà ít người biết hơn đó chính là Piaggio cũng sản xuất những chiếc mô tô, hãng sở hữu những thương hiệu mô tô đình đám chẳng hạn như là Moto Guzzi. Aprilia. Trong đó cái tên Aprilia phải nói là một cái tên vô cùng máu mặt trong các cái giải đấu mô tô trên toàn thế giới ha mọi người. Và thời gian vừa qua, Aprilia cho ra mắt Aprilia SR GT 125 và Aprilia SR GT 200. Hiện hai mẫu xe này đã được kinh doanh tại các cái thị trường như là Thái Lan, Philippines hoặc là Malaysia. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với Sipur Review trong chuyên mục Tối Nay Có Gì, nơi chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những cái tin tức xe cực kỳ là độc đáo nha mọi người. Và hôm nay nhân vật chính của chúng ta chính là con xe Aprilia SR GT, một tân binh đến từ nhà Piaggio. Và thêm một cái thông tin nữa đó là nếu như các bạn là người rất là yêu thích cái cách chạy và cái cảm giác lái êm ái và mượt mà của con Piaggio Medley, thì nhân vật của chúng ta ngày hôm nay nó giống như là một cái phiên bản mà là một cái sự nâng cấp từ Piaggio Medley, và nó tiếp tục cởi bỏ những cái giới hạn của Piaggio Medley để trở thành một cái phiên bản có thể đáp ứng được nhiều nhu cầu hơn. Nó là một cái điều gì đó rất là tuyệt vời mọi người. Trước khi mà chúng ta nói về con xe này á, thì mình sẽ cung cấp cho các bạn một số hình ảnh và theo thông tin mà mình xác nhận được thì đây là hình ảnh mà người ta đang chạy thử con xe Aprilia SR GT. Phiên bản ở đây mà chúng ta thấy được thông qua cái bức ảnh chạy thử này, đó là phiên bản 200 nha các bạn. Đây, thì đây chính là cái hình mà mọi người có thể nhìn thấy. Dĩ nhiên là các bạn nhìn thấy một cái biển màu xanh xanh xa xa phía bên kia là ngon bổ rẻ, thì chắc chắn các bạn cũng biết được rằng nó ở Việt Nam rồi đúng không mọi người. Hiện con xe này đã được bán ở một số các cái thị trường, chẳng hạn như là Malaysia, là Malaysia nè, rồi Philippines là Philippines, rồi Thái Lan luôn nha mọi người. Đó, một cái điều thú vị đó là mình có xem một vài cái review ở nước ngoài và người ta xác nhận rằng con xe này sản xuất ở Việt Nam và dây chuyền sản xuất con xe này ở Việt Nam. Và một cái sự thật rất là đáng lòng đó là tới thời điểm hiện tại thì ở thị trường chúng ta vẫn chưa có được cái mẫu xe này. Nhưng có một cái thông tin mình nghĩ rằng là mọi người sẽ cực kỳ thích thú, đó là có thể là vào cuối năm nay thôi thì mọi người cầm tiền ra ngoài hãng xe Piaggio thì mọi người sẽ có thể mua được con xe này rồi. Có nghĩa là cuối năm nay Piaggio Việt Nam có kế hoạch để phân phối hai con xe này chính hãng. Cái vấn đề là bạn có nên cầm tiền ra để mà mua một con xe như vậy không? Thì mình sẽ dẫn link một cái group SR GT, mình sẽ để ở dưới này để cho những ai đam mê thật sự cái dòng SR GT Aprilia này á mọi người, thì mọi người có thể là và tham gia vào cái group này để mọi người có thể là theo dõi những cái thông tin về con xe này sát sao nhất. Và sau đó khi mọi người sở hữu con xe này thì mọi người sẽ cũng có thể là tham gia và giao lưu với nhau nha mọi người. Như vậy mình sẽ để lại cái link Aprilia SR GT 125-150 Việt Nam ở dưới này nha mọi người. Mọi người có thể tham gia vào cái link này. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ha. Điểm đầu tiên mà chúng ta cần nói đến con xe này đó là tuy là nó được Aprilia đóng cái tên lên cho nó, nhưng trái tim của con xe này nó chia sẻ cùng trái tim với Piaggio Medley. Và đây là một cái thông tin mà không phải mình tự biên tự diễn nha các bạn. Nếu như mọi người nhìn vào cái phía bên trái của động cơ ở phần phía sau cái đuôi á các bạn, mọi người thấy cái chữ iGET, đó chính là cái động cơ iGET mà chúng ta đang có trên Piaggio Medley. Và đã có những cái kênh ở nước ngoài người ta chỉ thẳng mặt Piaggio Medley là con xe chia sẻ cùng khối động cơ với con xe Aprilia này rồi. Cho nên chúng ta đã có rất là nhiều cái căn cứ để khẳng định được rằng là hai con xe này nó chia sẻ cùng một khối động cơ giống nhau. Và như vậy thì chúng ta sẽ bàn tiếp cái điểm mạnh, những cái ưu điểm, đó là những ai đã hiểu và những ai đã từng chạy Piaggio Medley thì các bạn sẽ biết tới cái đặc sản, gọi là cái đặc sản chạy như một con xe điện và cái đặc sản chạy rất là bám đường và rất là đầm chắc. Nhưng mà trước khi chúng ta bàn về chi tiết những cái vấn đề trên con xe này á, thì mình sẽ nói về cái yếu tố đó là cái định vị phân khúc của con xe này. Hãng có nói với chúng ta đây là một con xe họ xếp vào đó là Urban Adventure. Thì mình sẽ giải thích cái từ Urban, thì Urban nó là thành thị và cái Adventure nó nghiêng về phiêu lưu. Thực sự cái từ Adventure á, nó khó mà có thể là khẳng định được lắm mọi người.
nó chúng ta khó mà có thể là khẳng định liệu nó có là adventure hay không. Nhưng mà theo mình thì đơn giản, chúng ta hiểu đơn giản thôi, đây là một con xe mà nó dành cho một cái người có một cái nhu cầu khá là thập cẩm. Mọi người thử hình dung với một cái sinh viên hoặc là người đi làm như mình sống trong một cái thành thị, đô thị lớn ở một đất nước nằm ở Biển Đông ha các bạn ha. Thì cái nhu cầu chính của mình đó là đi làm và chạy trên những cái cung đường nó cũng khá là thập cẩm. Bên trong cái thành phố đó có những lúc là hố gà, có những lúc thì đường rất là bằng phẳng, có những giờ thì rất là kẹt xe, nó rất là thập cẩm. Rồi cái việc tiếp theo đó là thỉnh thoảng thì sẽ lại chở bạn gái đi phượt đúng không? Thì chúng ta sẽ chở ra những cái khu vực thành phố vệ tinh gần ngay cái thành phố lớn mà chúng ta đang sống và làm việc. Thì chính vì vậy các bạn lại tiếp tục một lần nữa, các bạn lại trải nghiệm một cái sự thập cẩm nó trải dài. Giống như mình vừa rồi mình đi Vũng Tàu đó, thì sắp tới thì mình sẽ làm một cái video review cái con Piaggio Medley sau 3.000 cây của mình và sau cái chuyến đi Vũng Tàu. Thì mình sẽ chia sẻ nó, mọi người đón xem cái video nha. Chính vì vậy mọi người hãy đừng quên một lần nữa là hãy đăng ký kênh nha các bạn, để đừng bỏ lỡ cái video đó nha. Chúng ta hãy nói tới cái điểm đầu tiên mà nó khiến cho mình nói rằng là con xe Aprilia SRGT này nó là một con xe tiếp tục cởi bỏ những cái giới hạn của Piaggio Medley. Thì cái đầu tiên chúng ta nói đó là cái quãng sáng gầm xe. Tuy là hai con xe này, cả Medley và Aprilia SRGT nó có cái chiều cao yên tương đương nhau, nhưng cái khoảng sáng gầm xe của SRGT lý tưởng hơn rất là nhiều. SRGT nó có cái khoảng sáng gầm xe là 175mm, trong khi Piaggio Medley chỉ có cái khoảng sáng gầm xe là 155mm thôi. Như vậy các bạn thấy rằng là SRGT có một cái khoảng sáng gầm xe nó lớn hơn, nó tương đối là cao hơn so với Piaggio Medley. Đối với mình á, khi mình leo lề Piaggio Medley mình thấy đã ngon rồi các bạn. Huống hồ chi là SRGT này, nó leo lề là quá hợp lý luôn. Đó là lý do cái giới hạn đầu tiên mình nói đó. Khoảng sáng gầm xe là một cái cực kỳ quan trọng trong việc các bạn chạy địa hình xấu nè, trong việc các bạn leo lề nè. Đó, mấy cái việc đó ha. Thì cái khoảng sáng gầm xe càng lớn sẽ là một cái lợi thế. Và tuy là khoảng sáng gầm xe của Aprilia SRGT nó bị tăng lên, nó đáp ứng được cho các bạn cái mục đích khó hơn, nhưng cái chiều cao yên xe nó vẫn giữ một mức là 799mm như Medley. Đây là một cái điểm cộng cực kỳ lớn cho cái con xe này nha mọi người. Cái yếu tố thứ hai khi chúng ta nói về một con xe mà để đem nó đi được cái địa hình xấu, đó là cái cặp phục trước các bạn. Thì ở đây các bạn để ý thì các bạn thấy rằng là cái cặp phục trước của con xe Aprilia SRGT nó quá là đáng mơ ước cho những ai thích xe dịch luôn các bạn. Ở đây để mình có một cái thông số là cái cặp phục trước của SRGT cả trên mẫu 125 và trên mẫu 200 thì là đều được trang bị cặp phục trước Showa ha các bạn ha. 33mm với hành trình là 122mm, giảm sóc Showa ở phía sau cho phép điều chỉnh tới 5 vị trí nha các bạn, và lên tới 102mm. Thì các bạn thấy cái hành trình phục của Aprilia SRGT như vậy là nó khá là dài, nó rất là giống với những con mô tô luôn các bạn. Và như vậy là việc các bạn vào cua nè, và việc là các bạn đi vào những cái địa hình xấu nè, nó sẽ tốt hơn rất nhiều so với những con có cái hành trình phục thấp. Kể cả cái dòng Forza, mà nếu như các bạn xem những cái video mà người ta mổ xẻ con xe ra đó, thì mình thấy là cái hành trình phục của Forza nó vẫn khá là thấp. Đó, tuy nhiên là những con mà mình gọi là để các bạn đem nó đi adventure được á, thì nên có một cái hành trình phục dài. Và rất là hay là Aprilia nó lại có một cái hành trình phục dài nha mọi người. Đó là cái mà mình nói tiếp tục là Piaggio Medley lại không có được một cái hành trình phục dài như con xe này. Đó chính là một cái điểm cộng nữa cho Aprilia SRGT, là một cái giới hạn nữa được phá bỏ ha các bạn ha. Một cái việc tiếp theo là các bạn có thể nhìn vào cái cặp bánh. Đầu tiên vẫn là bánh sau nha, không bánh trước nha. Xin lỗi những ai là fan của SH hai bánh bằng nhau ha. Như mình nói với các bạn rồi, để một con xe mà nó phải thiên về cái mục đích vận hành êm ái và phục vụ những cái địa hình nó đa dạng hơn thì bắt buộc là bánh sau và nhau không bánh trước thôi, nó đều khá là bình thường. Thì ở đây mọi người sẽ thấy rằng là ngoài cái việc bánh sau nhau không bánh trước thì chúng ta lại có một cái đôi lớp. Thì cái đôi lớp này nó có kích thước to hơn của Piaggio Medley và nhìn nó rất là hầm hố nha các bạn, và nó hứa hẹn một cái gì đó gọi là off-road hơn tí. Các bạn chạy vào địa hình xấu nó sẽ bám đường hơn nha mọi người. Thì cái thông số cụ thể là bánh trước của xe thì sẽ có kích thước là 14 inch và bánh sau sẽ là 13 inch, chênh lệch nhau 1 inch nha các bạn. Đi kèm lớp trước là 110-80 và lớp sau 130-70. Hệ thống phanh đĩa đơn thì nó trang bị cho cả hai bánh ha các bạn ha. Một cái chi tiết tiếp theo mà mình nói rằng là nó khiến cho các bạn có thể là đem nó đi phượt thích hơn một con Piaggio Medley nữa, nó ở một điểm nữa là cái bình xăng. Bình xăng của Piaggio Medley nó lên tới là 7 lít rồi, nếu mình tương đối lý tưởng. Tuy nhiên con xe Aprilia SRGT này nó lại chạy lên tới là bao nhiêu các bạn? Nó chạy lên tới là 9 lít. Oh my god, 9 lít nha các bạn. Cộng thêm được 2 lít nữa, đi đường xa là cái đó quan trọng lắm. Cái việc nữa đó là cái trọng lượng. Tuy là một con xe đối với mình, nó đang vượt trội về kích thước, nó đang vượt trội về rất là nhiều thứ.
nhưng nó vẫn xoay sở để giữ được một cái trọng lượng không quá chênh lệch so với piezo medley. Thì piezo medley nó chưa tính trọng lượng khô nha các bạn, chưa có đủ nước á, thì nó rơi là một tầm 133 đó. Còn medley đó thì con này mình nghĩ rằng nó người ta đang công bố là trọng lượng ước là 148 km cho phiên bản là 200, cho phiên bản là 200, phiên bản SRGT 200 các bạn. Thì cái trọng lượng của nó được công bố là 148, thì trọng lượng này là trọng lượng đã đổ xăng, thì các bạn trừ đi cái bình xăng 9 lít ra đi đó, thì con xe này nó cũng sẽ rơi vào khoảng tầm là 130 mấy ký như là piezo medley thôi. Như vậy là với những cái sự nâng cấp về phục, với những cái sự nâng cấp về bánh và cái nhào nặng cho một cái khí động học của toàn xe, và nó vẫn duy trì được một cái trọng lượng ngang với cỡ piezo medley thôi, và chưa kể là bây giờ cái cc của chúng ta được nâng lên, piezo medley của chúng ta chỉ đang dừng lại ở mức là 150cc thôi các bạn, nhưng con này được nâng lên 174cc, nó cũng trên một khúc rồi, và vẫn duy trì lại cái trọng lượng bằng với medley. Như vậy thì có nghĩa rằng là con này nó sẽ cho ra cái công suất cũng như là cái sức kéo nó sẽ tốt hơn nhiều. Nó tiến nhiều thì cũng không hẳn như vậy, nó sẽ nói chung là bây giờ mình khẳng định là tốt hơn đi, còn khi mình chạy thử thì mình sẽ khẳng định là nó nhiều hay là ít trong điều kiện vận hành thực tế. Còn hiện giờ mình có thể nói với các bạn là đây là một con xe mà nó sẽ cho các bạn cái sức kéo và cái công suất vận hành nó tốt hơn là piezo medley. Thì chúng ta nói về cái phiên bản màu sắc thì thực ra là sẽ có 6 phiên bản màu sắc, trong đó chúng ta sẽ có 3 phiên bản tiêu chuẩn và 3 phiên bản màu sắc thể thao. Thì 3 phiên bản tiêu chuẩn lần lượt có những cái tên như sau, đó là Infinity Blue, xanh không giới hạn các bạn, xanh huyền bí. Rồi chúng ta có Aprilia Black là màu thứ hai, gọi là màu đen Aprilia. Rồi chúng ta có Street Grey, xám đường phố, xám bụi bặm ha các bạn. Rồi tiếp tục tới 3 phiên bản thể thao, chúng ta có Red Raceway, có nghĩa là gì các bạn, đỏ đường đua hả, phiên bản đỏ đường đua, ok. Rồi Iridium Grey, rồi chúng ta có gì đây, xám bạch kim, oh my god. Rồi Street Gold, vàng đường phố, oh my god, rất là đẹp các bạn. Trong đó mình thấy ba cái phiên bản thể thao, cái màu nó phối tem cực kỳ đỉnh các bạn. Nó phối tem một cái gì đó gọi là rất là Aprilia luôn nha các bạn nha. Và mình đã xem qua review của những người đã thực sự chạy con này ở nước ngoài, thì họ cho rằng là cái handle, nghĩa là cái mà các bạn lái con này á, nó cho các bạn cảm giác như các bạn đang lái một con mô tô. Dĩ nhiên mình không nói đến việc là nó giống ở cái việc là chúng ta cái động cơ cho bạn chạy nó giống con nghèo phân khói, không phải, nó vậy là nói xạo các bạn, khác nhau trời vực. Động cơ 175 thì thực ra các bạn chạy nó cũng khá là màu sắc, nó tương đồng so với lại những con 150 thôi, có lẽ mình nói cái cách máy làm việc đó nha. Chứ còn các bạn chạy lên thử những con 300-400 các bạn sẽ cảm nhận cái cục máy nó rất là khác. Thì con này cái việc cái cục máy chắc chắn nó sẽ không khác gì nhiều đâu so với piezo medley đâu, như là ngoài sức kéo nó lớn hơn. Tuy nhiên là tổng thể cái handle, nghĩa là tổng thể cái quá trình vận hành và lái đó, thì những cái người mà trải nghiệm con xe này người ta cho rằng là nó khá là khiến cho người ta đem lại một cái cảm giác lái nó khá là mô tô các bạn. Ngoài ra thì một trong những cái đặc sản để nói tới cái cảm giác lái đó là cái cảm giác vào cua. Họ nói rằng cảm giác vào cua con này cực kỳ là tuyệt vời, và mình đang rất là muốn vào cua con này, nhưng mà phải đợi tới khi có xe các bạn. Hy vọng là có xe thì mình sẽ ra một clip về cái đề tài này ha mọi người ha. Chắc chắn một điều mà không thể bỏ qua khi chúng ta đang nói tới những con xe đến từ nước Ý, đó là cảm giác lái sẽ luôn luôn rất là vui vẻ. Và đây là điều không phải mình nói, mà những người đã chạy piezo medley và những người đã chạy Aprilia, người ta đã khẳng định điều này. Và chắc chắn đây là một con xe hứa hẹn cho những cái fan của piezo medley sẽ, nếu mà các bạn có con xe này mà các bạn chạy thì chắc chắn các bạn cũng sẽ yêu mến cách vận hành của con xe này mà thôi. Đặt vào cái bức tranh tổng thể như mọi người thấy thì chúng ta đang có rất là nhiều cái chiến binh sẽ chào sân trong năm nay các bạn, hoặc là năm sau. Chúng ta đang có một cái người anh đại piezo Beverly đang chờ đợi để về Việt Nam. Và piezo Beverly thực chất là một con maxi scooter thực thụ nha các bạn. Và chúng ta đang có ở phân khúc cấp trung, tầm trung, chính giữa piezo medley và piezo Beverly, chúng ta đang có những chiến binh Aprilia SRGT với những cái nâng cấp mà nó biến cho chúng ta đang bây giờ đang có một con piezo medley không giới hạn đáp ứng được nhu cầu thực cảm. Quá tuyệt vời. Như vậy thì video này chắc là cũng chỉ đến đây thôi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Mọi người đừng quên là hãy đăng ký kênh cũng như là like, share để cho kênh mình nhanh chóng đạt được 1000 cái lượt đăng ký đầu tiên. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Even when there's no hope, you can still go. I never answered.